Wow, các em có thấy bông bóng bay, nó có rất nhiều bông bay không? Wow, rất là nhiều màu sắc không các em ơi. Và bông bóng đẹp không nè. Wow, đẹp quá các em ơi. Bóng này đẹp quá. Bóng gì đây? À, này bông bóng này chú heo vàng các em. Đây là bông bóng con cá rô phi. Wow, nhiều màu quá các em ơi, rất là đẹp luôn. Rất là nhiều bong bóng đẹp em ơi, quá trời luôn. À, đây là bong bóng chú thỏ, có màu xanh nè. Wow, đẹp quá. Đây là bong bóng cá chép nè. Wow, có cả bong bóng rô phi, có bong bóng chú heo nè, chú heo bé ba nè. Wow, này là chú heo màu hồng nè. Wow, rất là nhiều bong bóng bay đẹp luôn. Đây là bong bóng chú gà nè các em. Wow, rất là nhiều bong bóng cá đó các em ơi. Mấy chục quả bong bóng rồi. Wow, bong bóng nào cũng đẹp hết. Rất là đáng yêu luôn các em ơi. Nhiều loại bong bóng đẹp quá. Rất là nhiều quả bóng bóng bay luôn các em. Wow, đẹp quá các em ơi. Này bóng bay nè, nó có thể thả trời cho các em. Một chùm bóng bóng bự luôn. Đây là chú heo bích ba nè các em. Đó, chú heo bích ba này rất là đáng yêu nè các em ơi. Rồi giờ chúng ta quay xét cho nó đẹp nha. Wow, rất là nhiều bong bóng nha. Bóng đẹp đó các em ơi, nhiều bong bóng bay đẹp nè. Wow, đây là một chú heo vàng. Bóng Doraemon nè. Wow, bóng Doraemon này đẹp quá. Đây là bóng chú heo Big Bang nha. Chú heo Big Bang này đẹp quá các em ơi. Rất là đẹp luôn nè. Nhiều màu sắc quá. Nhiều bóng bóng bay quá. Bóng nào cũng đẹp hết các em ơi. Đây là bóng cá này. Wow, bóng cá rô phi này các em ơi. Wow, cá rô phi rất là đẹp luôn các em. Wow, nó như nó là rô phi này. Cá phi này là nó đẹp nhất luôn các em. Nhiều bóng bóng đẹp quá. Đây là cả gia đình heo bích ba này các em. Wow.